Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Văn phòng Đại diện Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức buổi tưởng niệm và trình chiếu bộ phim kể về cuộc diệt chủng Holocaust do Đức Quốc xã thực hiện. Năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết 60/7 quyết định lấy ngày 27 tháng 1 hàng năm làm ngày tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa, trong đó có đến 6 triệu người Do Thái bị chủ nghĩa phát xít Đức sát hại. Phát biểu khai mạc buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhấn mạnh, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, đồng thời có ý nghĩa giáo dục về thế hệ tương lai. Việc sự kiện này được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nhắc nhở cho thế hệ tương lai của đất nước về sự tàn bạo của tội diệt chủng và vì thế phải có trách nhiệm để cho tội ác này không bao giờ được tái diễn một lần nữa. Tại lễ tưởng niệm, bà Mira Island Saha, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước Israel tại Việt Nam, cho biết hoạt động tưởng niệm này đã trở thành hoạt động thường niên của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Tại buổi lễ, ngài Kama Mochra, trưởng đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã gửi thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về ngày tưởng niệm Holocaust năm nay và cùng với các đại biểu tham dự buổi lễ dành một phút tưởng niệm cho các nạn nhân Do Thái trong thảm họa Holocaust. Nhân dịp này, Đại sứ quán Israel cũng đã trình chiếu bộ phim ngắn với chủ đề Chiến thắng cuối cùng nhằm giúp cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về thảm họa Holocaust.